Chào bạn, thì hiện tại mình đang tham dự một cái buổi sự kiện ra mắt điện thoại mới của thương hiệu Techno ha. Đó là con Spark 20 Pro Plus. Thì trên bên mình là cái chiếc phiên bản Spark 20 Pro Plus ha, cái màu trắng rất đẹp. Thì bây giờ trong cái buổi event này mình sẽ trên tay nhanh cho bạn xem nữa coi là với cái chiếc smartphone mà trong cái khúc giá là 5.490.000 thì nó sẽ có gì đặc biệt và hấp dẫn ha. Các bạn thì đây là cái phiên bản Spark 20 Pro Plus, phiên bản màu trắng rất là đẹp bạn ha. Ngoài ra thì nó còn có một cái phiên bản màu đen nữa. Thì đầu tiên mình đánh giá là về thiết kế, thì nếu mà so là những chiếc smartphone mà trong phân khúc giá là khoảng hơn 5 triệu hoặc là dưới 6 triệu đó, thì mình đánh giá là thiết kế trên con Spark 20 Pro Plus này đẹp ha. Nhìn nó rất là nó bật nhờ vào một cái cụm camera sau là thiết kế tròn khá lớn đây, cực nhôm khá là cao nè. Và nó sẽ có là ba cái ống kính chính cũng như là một cái đèn flash và được một cái đường phát rất là to bản đây ha, là điểm nhấn người vân rất đẹp ha. Đây một cái đường vân nhìn nó rất là đẹp các bạn, nó được hoàn thiện dạng nhắm mờ cho nên là khi mình cầm á nó sẽ bám tay rất là tốt, cũng như là nó sẽ hạn chế cái việc để lại mồ hôi và dấu vân tay. Thì do đây là bản màu trắng mình thấy là nó sẽ không có nhìn rõ được cái logo Techno Spark ở đây ha, còn màu đen thì nó sẽ dễ thấy hơn. Thì cái máy này nó được bo viền ở hai cạnh cho nên là khi mình cầm á nó rất là ôm tay đó, và khi mình cầm á thì những cái phần góc này nó cũng rất là cứng hơn. Và cái máy này nó rất là mỏng nhẹ các bạn, cầm rất là thoải mái ha. Mặc dù là hơn 5 triệu thôi nhưng mà thiết kế bo cong màn hình nè, mặt lưng trước sau cho là cái cảm giác cầm nắm có nhìn cũng rất là sang. Thì cái phần viền của nó thì nó được làm nhựa bóng ha, phía trên mà sẽ có là một cái phần mic nè, và cạnh dưới này sẽ có một cái khe cắm sim, cổng sạc và thêm một cái lò ngoài nữa như thế này. Cạnh trái thì mình sẽ có khoảng trống này không hết ha, cạnh phải mà sẽ có một nút nguồn đây, đơn giản như vậy thôi và kim nút nó giảm lượng luôn. Tiếp theo đó là về cái phần hình, thì cái chiếc Spark 20 Pro Plus này nó sẽ có một cái màn hình kích thước rất là lớn ha, lên tới là 6.78 inch, độ phân giải của nó là Full HD cộng ha, dùng cái tấm nền AMOLED, và đặc biệt là nó sẽ có một cái mức tần số cao lên tới là 120Hz, cho nên là cái trải nghiệm vuốt nó rất là mượt các bạn. Và độ sáng con này á, lên tới là 1000 nits, tự do để lại trong điều kiện trong nhà cho là mình vẫn chưa có test được, mình thử nhận maximum coi đó, mình nhận hết cỡ luôn đúng chưa, rất là sáng ha. Sẵn tiện mình cho bạn xem về cái diện của cái điều hành trên cái chiếc máy này luôn sơ sơ ha. Đây nó sẽ có mức độ sáng này đó, độ sáng cao nè, để mình xem ngoài trời nè, và nó sẽ có tốc độ màn hình lên tới là 120Hz nó, do là cái trải nghiệm vuốt nó thì nó cũng rất là mượt mà. Thì cái viền màn hình con này thì mình đánh giá là nó cũng không phải gọi thực sự là quá mỏng đâu, nhưng mà nhìn chung thì với một cái chiếc điện thoại mà hơn 5 triệu á thì như vậy thì cũng gọi là ok rồi. Bù lại thì bạn sẽ có được một cái thiết kế viền bo cong rất là đẹp ha, và kính cường lực luôn, thiết kế dạng nút ruồi ở đây chính giữa như thế này. Thì mình đánh giá nhanh là cái màn hình con này các bạn, nó có một cái màu sắc rực rỡ ha, đẹp ha, và được bo góc nè đó, nhìn rất là đẹp luôn. Tiếp theo đó là về cái phần cấu hình ha, thì cái chiếc Spark 20 Pro Plus đó thì được trang bị là con chip lý đến từ nhà MediaTek, đó là con G99 Ultimate, mình sẽ bằng coi nha đó. Thì đây là một con chip thì nâng cao hơn so với lại phiên bản G99, kết hợp lại là RAM 8GB vật lý và thêm 8GB RAM ảo nữa, cho nên là với phần hiệu năng thì mình nghĩ là nó cũng sẽ mang lại một cái trải nghiệm mượt mà khi mình có làm việc lẫn nhu cầu về chơi game. Thì do đây là cái sự kiện ra mắt thôi cho nên là mình có thể mình chơi nhanh thôi, còn khi nào mình giữ được cái máy lâu hơn đó, thì mình sẽ chơi game hay là mình chia sẻ nó kỹ hơn ha. Và pin con này sẽ là 5000 cũng như là sạc nhanh 33W, cho nên nó sẽ giúp bạn xài được lâu hơn, cũng như là nó sẽ giúp bạn sạc tiết kiệm và thời gian tốt hơn. Cuối cùng đó là về cái phần camera, thì nó sẽ có một cái cụm camera sau với ba ống kính, trong đó ống kính chính nó sẽ lên tới là 108 chấm đó, hứa hẹn sẽ bằng lại một cái trải nghiệm cũng rất là ok. Thì mình sẽ có là AI cam mà đó, 1x, 7x đây. Đây là cái bậc chuẩn tính năng là HDR còn các kiểu đó. Và con này thì nó có cam trước đó là 32 chấm đây ha, nằm ở đây. Còn về cái phần quay video thì cho phép bạn quay tối đa sẽ là 2K đây ha, mình bạn coi ha, đây quay tối đa sẽ là 2K đó. Rồi ok, chuyển qua đó, đây là cam sau ha. Wow, như vậy là cam trước lẫn cam sau con này thì quay được 2K đó bạn, rất là tuyệt vời ha. Rồi thì như vậy nó một cái video mình trên tay cho mọi xem về cái chiếc điện thoại mới của nhà Techno nó mất trong năm nay, thuộc phân khúc giá là chỉ khoảng hơn 5 triệu thôi, đó là con Spark 20 Pro Plus. Thì bạn nghĩ sao về cái chiếc máy này, thì bạn có thể comment bên dưới video ha, tại do đây là đang diễn ra sự kiện nào đó, đang diễn ra sự kiện cho là sẽ có rất nhiều tiếng ồn và thông cảm ha. Thì khi nào mà giữ được cái chiếc máy lâu hơn thì mình sẽ chia sẻ với bạn kỹ hơn, và chào bạn.